Hello everybody, how are you? Ok, thì mình quay trở lại kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ ghé Viễn Thông A. Viễn Thông A Tô Ký nằm ngay ngã tư Nguyễn Anh Thủ với Tô Ký nha các bạn. Nay mình sẽ đến đây mình cập nhật giá mới nhất tháng 12 năm 2019 nha các bạn nha. Viễn Thông A. Nay sẽ cập nhật giá tất cả dòng sản phẩm đây cho các bạn trải nghiệm. Ok, trước tiên mình sẽ ghé đến quầy iPhone nha các bạn. Để có iPhone đây sao nha. Trước tiên là iPhone 11 Pro Max nè các bạn ơi. iPhone 11 Pro Max. Các bạn có thể coi thông số kỹ thuật ở đây nha. Và đây là dung lượng nè, dung lượng bộ nhớ nè, màu và giá. Hàng mới các bạn. 64GB giá là 33.990, 256GB giá là 37.990, 512GB giá là 43.990. Đây có 3 màu, iPhone 11 Pro Max có 3 màu, à 4 màu chứ, xám bạc, bạc, xanh rêu, vàng kim. Và bên đây là iPhone 11 Pro nha. 64GB, 256GB và 512GB, iPhone 11 Pro. Mọi người ơi, hãy coi và like thật nhiều, đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để mình có tiền mình mua iPhone, mình test game các bạn nha. Tiếp theo là iPhone 11 nha. iPhone 11 thì có 64GB, 128GB và 256GB. Con này là con màu trắng, còn con này là con màu đỏ nè. Bên đây có bán thêm gói bảo hành rơi vỡ vô nước 850.000. Tiếp theo là con iPhone XR nha các bạn. iPhone XR. Con này có hai bộ nhớ là 64 và 128 thôi. Phiên bản 64 và phiên bản 128. Và bên đây thì có iPad nè các bạn ơi. iPad giá là 11.690.000. 11.690.000 cho iPad. Rất là nhẹ và mỏng luôn các bạn ơi. Bên đây là iPad Pro 11 4GB giá là 24.990. Trời ơi, thiết kế rất là đẹp các bạn ơi, vuông vắn, rất là đẹp luôn. Ôi, hàng iPhone thì khó chê rồi. Tiếp theo mình sẽ ghé đến dòng sản phẩm Oppo các bạn. Các bạn hãy đến Viễn Thông A Tô Ký ngay ngã tư Tô Ký và Nguyễn Anh Thụ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 để trải nghiệm nha và lựa chọn. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu các bạn con S11 Pro. S11 Pro 128GB. Các bạn có thể coi giá nè. Chương trình khuyến mãi là màu đỏ các bạn. Ở dưới là thông số kỹ thuật. S11 Pro 128GB giá là 6.590.000 cộng sạc dự phòng. F11 Pro. Tiếp theo là con A5 2020. A5 2020 giá là 5.290.000, giảm 300.000 luôn nha các bạn. Giảm 300.000 đó. Là con này còn 4.990 thôi. A5 2020 RAM 4GB nhớ 128GB. Tiếp theo là con Oppo A5s. Giá là 3.690.000, giảm 200.000. A5s. Theo là Oppo A1K 2.990, giảm 200k. Oppo A1K. Qua bên đây thì có Oppo A9 nè các bạn ơi. Oppo A9 giá là 5.990.000, tặng sạc dự phòng 10.000. A9 2020. Bên cạnh thì đó thì có con Oppo Reno 2 và Oppo Reno 2F. Oppo Reno 2F các bạn ơi, giá là 8.990.000, giảm 400.000 cho Reno 2F. Reno 2F camera của nó giống S11 Pro các bạn. Tiếp theo là Reno 2. Reno 2 giá là 14.990.000, khuyến mãi tai nghe Q1 trị giá 2.490.000. Cộng giảm 500.000, cộng ốp lưng cho Reno 2.
Tiếp theo mình sẽ ghé những dòng sản phẩm của Vsmart các bạn. Vsmart thì có Vsmart Lite này các bạn ơi. Vsmart Lite phiên bản RAM 4GB giá là 3.490.000. Vsmart Lite. Bên cạnh đó thì có Active OnePlus. Active OnePlus giá là 4.990.000. Active OnePlus. Tiếp theo là con Vsmart Choi Chu Plus các bạn, RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Giá là 2.190.000. Choi Chu Plus. Vsmart thì còn có con Vsmart Star các bạn, Vsmart Star RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, giá là 1.590.000. Vsmart. Ok, tiếp theo là dòng sản phẩm Realme các bạn. Realme nè. Hôm nay mình đang cập nhật giá mới nhất tháng 12 năm 2019 tại hệ thống Viễn Thông A các bạn. Viễn Thông A. Realme 3 Pro. Con này giảm 1.500.000 còn 4.990.000, tặng tai nghe có dây Elecon. Realme 3 Pro 4.990.000. Tiếp theo là Realme 3. Realme 3 giảm 700.000 còn 3.290.000, cộng tai nghe, cộng trả góp 0% cho Realme 3 3.290.000. Tiếp theo là có Realme C2 các bạn. Realme C2 giá là 2.990.000, cộng tai nghe có dây cho Realme C2. Bên cạnh đây thì có con Realme 5 các bạn. Realme 5 giá là 3.990.000, giảm 200.000, hoặc tai nghe Remax. Realme 5 mà con này còn có 3.790.000 thôi. Realme 5. Realme 5 Pro nè. Realme 5 Pro giá là 5.990.000. Tặng phiếu mua hàng 300k là con này còn có 5.690.000 thôi. Cộng cục sạc dự phòng micro touch 6.000 các bạn. Realme 5 Pro. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua dòng. Mình sẽ ghé quầy Huawei các bạn. Huawei có Huawei P30 Lite nè. Con này giá là 6.690.000, giảm 10% là 670.000 nha. Cộng VIN ID 600 điểm là con này giảm khoảng 1.270.000 các bạn. Giảm 1.270.000. P30 Lite. Dòng sản phẩm của Huawei này thì mình thấy rất là ít người mua các bạn. Chắc nó chạy hệ điều hành khác biệt so với những dòng khác. Huawei i7 Pro 2019 các bạn, i7 Pro 2019 giá là 3.490.000. Giảm con này giảm 500.000 các bạn, giảm 500.000 luôn. i7 Pro 2019. Bên đây thì có dòng sản phẩm Nokia này các bạn. Nokia hiện tại bên Viễn Thông A bạn để mua còn rất là ít máy các bạn, chỉ còn tồn tại một con là Nokia 7.2. Nokia 7.2 6.190.000. Nokia 7.2. Tiếp theo mình sẽ ghé dòng sản phẩm những dòng sản phẩm của Vivo nha. Đây có Vivo i11 nè. Đây có bé nhân viên Samsung. Lát mình sẽ bắt chuyện với bạn. Các bạn muốn mua em thì liên hệ mình nha. Vivo i11 giá là 2.990.000, tặng sạc dự phòng 10.000 mAh. Vivo i11. Cạnh đó có Vivo i19 các bạn ơi, giá là 4.990.000, tặng sạc dự phòng, cộng trả góp 0%, 0 đồng luôn, tặng thêm phí mua hàng 300. Đồ con này giảm 300 luôn đó, là còn 4.690.000 thôi, còn tặng thêm sạc dự phòng nữa. Vivo S1 Pro giá là 6.990.000, giảm 500k cộng trả góp 0 đồng 0% luôn. Vivo S1 Pro là con này giá thì còn 6.490.000 thôi nha. Bên cạnh đó thì có Vivo V17 Pro các bạn. Vivo V17 Pro giá là 9.990.000, tặng thêm đồng hồ dây ra bia kẹt đinh đến khi hết hàng. Giảm 500k
Vivo V17 Pro giảm 500k cộng đồng hồ bia cạch đin luôn. Vivo S1 giá là 5.990.000, tặng sạc dự phòng 10.000 cộng trả góp 0 đồng 0% cho Vivo S1. Tiếp theo là Vivo Y91C giá là 2.590.000, tặng sạc dự phòng 10.000 luôn. Tặng sạc dự phòng 10.000. Hầu hết những dòng sản phẩm của Vivo thường sẽ tặng sạc dự phòng nha các bạn. Tặng sạc dự phòng 10.000. Ok, bây giờ mình sẽ ghé đến dòng sản phẩm của Samsung nha. Samsung thì có hai bàn để mua, một là bàn dòng sản phẩm cao cấp và một là dòng sản phẩm tầm trung và giá thấp nha. Ok, trước tiên mình sẽ ghé. Ok, thầy con Note 10 LED nha các bạn. Samsung Galaxy Note 10 LED giá là 26.990.000. Các bạn được giảm 3 triệu cộng thu cú đổi mới cộng trả góp 0% cộng một trong hai lựa chọn. Một là các bạn được tặng Samsung Fit. Hai, nếu các bạn không lấy Samsung Fit các bạn giảm 4 triệu. Thì tính ra con này được giảm tới 7 triệu các bạn. 7 triệu đó. Và con này chỉ còn có 19.990 thôi. Cho Note 10 LED duy nhất tại hệ thống Viễn thông A nha các bạn. Các bạn đến hệ thống Viễn thông A toàn quốc luôn. Tiếp theo là Galaxy Note 10 nha. Note 10 giá là 22.990. Con này thì cũng giống Note 10 LED, các bạn sẽ được giảm maximum là 7 triệu đồng. Các bạn được chắc chắn là các bạn sẽ được giảm 3 triệu rồi nè. Và cộng thêm một trong hai lựa chọn, một là các bạn lựa đồng hồ, hai là các bạn giảm 4 triệu nha. Galaxy Note 10. Bên đây thì có Samsung Galaxy S10 LED nè. S10 LED giá là 22.990.000. Giảm 3 triệu cộng trả góp 0% cộng một trong hai lựa chọn, một là tặng Samsung Fit, hai là giảm thêm 3 triệu khi khách hàng không lấy Samsung Fit. Nghĩa là con này giảm 6 triệu các bạn, giảm 6 triệu là còn 16.990 thôi. 6.990. Samsung A70 giá là 8.790. Giảm 500k còn 8.790. Cộng VIN ID 200 điểm nữa là con này sẽ giảm thêm 200.000 là còn 8.590.000 thôi. Cho A70. Qua bên đây thì có A10s các bạn. A10s giá là 3.690, giảm 300k là còn 3.390 cho A10s. Galaxy Tab nè, 3.290, tặng SIM Việt Nam Mobile. Dạ. Đâu mua chứ. Đến đây có được chú bảo vệ, chú có vô chú tư vấn cho mình nữa, rất là nhiệt tình các bạn. Máy tính bảng Samsung Tab S5e giá là 12.490.000. Mình đi quay ở đâu thì nhân viên và tất cả ai cũng rất là nhiệt tình với mình, rất là vui nha các bạn. Samsung A20s giá là 4.390.000 cho A20s. Samsung A30s nè các bạn. A30s giá là 5.590.000 cộng sạc dự phòng 10.000 mAh cộng trả góp 0%. Cục sạc dự phòng nó chỉ giá 390 nha các bạn. Tiếp theo là Galaxy A50s. A50s giá là 6.990, giảm 500k là còn 6.490 thôi. Ok, bây giờ mình sẽ ghé ra đây, nghe nó có đồng hồ đẹp lắm, Galaxy rồi, rồi coi có gì. Cửa hàng bên đây rất là đông vui nha các bạn. Hàng ngày nằm ngay ngã tư Tô Ký và Nguyễn Anh Thủ các bạn. Galaxy Watch giá là 6.990.000, thiết kế dành cho nam này. Bên cạnh đó thì có hai con này. Active 2 nè các bạn ơi. Samsung Galaxy Watch Active 2 và Galaxy Watch Active đây. Này là Samsung Galaxy Watch Active nha. Giá là 5.490. Còn Galaxy Watch Active 2 á giá là 7.990, hai con chênh lệch nhau khoảng 1.500.000 nha. Một con thiết kế cho, theo như mình thấy thì con này thiết kế dành cho các bạn nữ nè. Còn con Active 2 dành cho các bạn nam nè. Cái màu rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đó có Galaxy Watch nữa đây.
giá là 6.990.000. Con này giống với con màu đen bên kia, con màu đen bên kia dành cho các bạn nữ, con này dành cho các bạn nam nè. Ngoài ra con Nokia 6.1 các bạn, Nokia 6.1 Plus giá là 3.790.000. Samsung Galaxy A30 con này giá là 4.890.000 các bạn, đã giảm 900.000 là còn 4.890.000 đó, cộng SIM Việt Nam Mobile. Vivo V15 giảm 6.490.000, tặng phí mua hàng 500k cộng sạc dự phòng 10.000, cộng chỉ có 0% 0 đồng cho Vivo V15. iPhone 7 các bạn, iPhone 7 giá là 9.990.000 nè, iPhone 7. Bên cạnh đó còn có iPhone 7 Plus giá là 11.990.000. Lên trên đây thì có iPhone 8 Plus nè, iPhone 8 Plus giá 17.990.000. iPhone X giá là 19.990.000 nha. XS 64GB nè, 24.990.000. Em đừng có dụ anh không có mua em đâu nha, đừng có dụ nha. Anh mua lớp 10 chứ, chứ mua em làm gì anh? Em có gia đình rồi. Nhìn mặt vậy cũng có gia đình nữa hả? Vô viễn thông A cập nhật giá còn bị mấy em ghẹo nữa. Vsmart Choi Chu Lết nha các bạn, giá là 2.490.000. Choi Chu gì? Choi One Lết chứ các bạn. Ok, sorry các bạn nha, mình học tiếng Anh hơi ngu. Vsmart Choi One Lết RAM 2GB là giá là 2.490.000 nè. Bên cạnh đó còn X9 nè. Mateo X9 giá là 1.590.000. Mateo X3 giá là 1.190.000. Mateo X5 giá là 1.250.000. Bên cạnh đó thì còn có mấy dòng sản phẩm đập đá nè các bạn ơi. Nokia 230 nè, 1.249. Nokia 3310 giá là 999.000. Nokia 105 giá là 359. Fami 12 giá là 409. Bên cạnh đó còn rất là nhiều mẫu máy tính bảng đây nè các bạn. Máy tính bảng Mastel Tab 10 LED giá là 2.490.000. Ồ. Có máy tính bảng Mastel, có Mastel Tab 7 LED Kit Zone nha các bạn, giá là 1.590.000. Tab Lenovo giá là 3.690.000, giảm 600k cộng tặng micro Wi-Fi. Trên đây có Galaxy Tab T295 giá là 3.690.000. iSpot 10.2 Wi-Fi 32GB giá là 8.990.000 nè. Bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều dòng sản phẩm hàng Line New hiện tại đang bày bán tại Viễn Thông A các bạn. Rất là nhiều, các bạn hãy tham khảo nha. Vsmart này, Huawei là Vivo. Vivo V15 nè các bạn. V15 hàng Line New giá còn có 4.2 nè. iPhone 7 Plus nè. iPhone 7 Plus giá là còn khoảng tầm 10 triệu thôi, 9.690.000 cũng có. iPhone 6S Plus nè. iPhone 6S Plus giá là còn 7.990.000 thôi. Rất là nhiều dòng sản phẩm mà hàng Line New rồi các bạn. Hộp đựng tai nghe AirPods giá là 1.990.000. Bên cạnh đó thì còn có rất là nhiều dòng sản phẩm như là loa, là phụ kiện nè các bạn. Bên cạnh đó còn có máy tính nữa nè. Rất là nhiều mẫu máy tính để các bạn lựa chọn luôn nha. Asus này các bạn.
HP. Tạp phí mua hàng 500k, túi ba lô hoặc là chuột không dây. Rất là nhiều sản phẩm, máy tính, sách tay, đủ đầy đủ loại thương hiệu Asus, HP, Lenovo, Dell, bên đây có Dell nè. Dell Core i5. Giá 1 triệu luôn, cộng túi, cộng chuột luôn. Dell Core i3. Bên đây có Dell Core i5 giá 13.990. Ồ, có dòng sản phẩm máy tính Asus rất là nhỏ gọn các bạn. Mình nhìn mình tưởng MacBook không á. Thôi, giá tới 24.490.000 các bạn ơi. Có một dòng sản phẩm khá là mới nè. Này là gì đây? Máy tính bảng sách tay MSI nè các bạn ơi. Dòng này nhìn mới quá. Trời ơi sao nó mắc vậy? 29.990 lận. Cái này như thiết kế cho anh em mình chơi game hay sao ta? Thấy có color boot nè, làm mát ha. Chiến đi chờ chi, ngại gì game khủng. Rất là ghê. Không có bên đây có còn cái mẫu gì mới không? HP Envy 22.890. Rất là nhiều mẫu các bạn, đầy đủ hết. HP, Asus, Lenovo, Dell, Lenovo nè các bạn. Lenovo có Lenovo IdeaPad giá là 12.990, giảm 3 triệu cộng túi. Thì mình thấy ở bên đây dòng mà máy tính xách tay thì các bạn khoảng trên 10 triệu nha. Trên 10 triệu. Có máy tính xách tay mà style nó các bạn. 5.890. Tặng phí mua hàng 400k cùng chuột không dây. Rất là nhiều mẫu mã nha. Ok, cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Mình vừa ghé cửa hàng Viễn Thông Nga để cập nhật giá mới nhất tháng 12 năm 2019 cho các bạn. Tết cũng sắp đến rồi. Các bạn hãy coi những video cập nhật giá của mình. Nếu thấy ở đâu rẻ, ngon bộ rẻ thì các bạn hãy ghé mua và ủng hộ nha. Địa chỉ của mình hiện tại đang là ở ngã tư Tô Ký, Nguyễn Ảnh Thủ. Hiện tại thì Viễn Thông A đang có chương trình xả hàng thanh lý nha các bạn. Đến đây và trải nghiệm. Ngay góc ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ luôn. Ok, cảm ơn và tạm biệt các bạn nha.